bắt quả tang nhá. Các bạn thấy không? Đây là một vị chủ tịch của chúng ta. Đấy, anh vừa ăn cơm, anh vừa xem cái gì nhỉ? Ồ, cái táp kia đâu rồi? Có gì đó. Tắt nhanh thật đi. Tắt nhanh thật đi. Không biết anh. Ngồi ra đây em đi nào. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Bữa chơi này nè. Bọn em có mua quà về cho mọi người đấy. Ờ được, để xem khá, để xem nào có gì đấy. Đây là một món quà nhỏ, chào đón năm mới 2019 cho mọi người. Đây là quà gì được? Nhỏ thôi anh đừng có buồn nhá. Tấm lòng là trên hết nhá. Kính thế nhỉ? Để đâu được nhỉ? Cái gì đấy, nặng đấy, không phải nặng đấy. Xem nào. Người ơi. Có thể đây à? Lạnh này. Cái này là cái gì đấy? Cái gì đây? Mọi người. Chung ơi, Chung, lấy con xem này, ui tôm to này, ôi, tôm bảo mày kinh lắm. Em sợ nó hỏng thì. Ôi, vãi đời này, mấy đứa nó mang ra nuôi như mình này. Sách tay nhá, sách tay nhá. Ba con nữa, còn thay mặt lắm tiền thế. Rồi chút cái này, là gì đâu. Các bạn thấy chưa, diễn viên nó nhiều tiền lắm. Đi chơi này, chơi này, chơi này, chơi này, thôi được rồi, quẩy ít làm nhiều anh nhá. Anh chưa bao giờ thấy đấy, mày thấy bao giờ chưa? Em chưa. Chắc mày ăn giờ mày kêu cái cục cứt ấy. Tao thấy mày là mấy lần đi Vinpearl đâu nhỉ? Đi đâu nhỉ? Đi MLC. Đi đâu nhỉ? MLC. Đi đâu nhỉ? MLC. Mấy cái LC mày ăn gì nữa? Ô nhưng cái này là để lâu rồi đúng không? Không phải, sạch tay. Ui ui. Mày mày mày. Con xem to nào này, anh xem con anh chưa bao giờ thấy con tôm to này đâu ấy. Ngày xưa toàn ăn tôm bé bé thôi. Giờ này thấy đó nhỉ? Con cái này tôm gì nhỉ? Tôm hùm à? Tôm hùm. Đã chưa bao giờ chúng mấy đứa em là xong mình ăn tôm thôi. Trời ơi. Ui. Chết. Ê xem nào. Ơi. Con này nó là để lâu rồi. Đâu này để lâu. Đây nó vẫn nhúc nhích này. Bọn em phải bỏ vào thùng xốp. Trời ơi, chứ mà thùng to này đấy. Đây con này. Mấy con? Con kìa. Kinh thế. Các bạn thấy chưa? Hai đứa em út à? Đầu tiên thêm tôm to này đấy. Đó, giơ lên xem nào. Mình chưa ăn hết con tôm này không? Mũi. Ôi. Được đấy nhờ. Đây, bố trí làm cái gì ăn đi, nhìn này. Con tôm này làm món gì được? Em nghĩ là hấp thôi. Hấp à? Hấp thì đơn giản. Ủa, con này nó mà chọc vào. Nhờ ba con mà hấp cả thì cũng ấy à. Ui kinh quá. Điệp ơi, các em mang tôm đến đây. Kinh quá nhỉ. Quà của em đi em ơi. Chúc mừng năm mới. Quà của em đấy. Tôm này thì ăn món gì được? Tôm này hấp. Hấp à? Hấp. Hấp với lại làm gì nữa? Ăn mì tôm đi. Anh nói gói mì tôm là trong mì tôm nó có mì tôm nhưng mà con tôm nó to ở trên đấy. Nhờ. Thôi thì các em cho ba con thì cảm ơn hai em nhá. Ba con này ăn. Thôi bảo anh em nghỉ quay nghỉ dựng phim nhá. Thì ăn tôm nhá, ăn lần luôn nhá. Anh em đi mua xả nó xếp. Chắc phải hấp một xả đúng không? Tôm to, cái cả này. Trời ơi. Nó không được ngon ấy. Ừ, ăn luôn đấy. To đấy nhá. Hải to lắm. Đây là gạch nó ra này. Bé ăn giờ chưa nhìn thấy cái con tôm nào mà nó... Trời ơi, tôm này tôm hóa thạch mẹ em rồi. Lại nói thế nhở? Cái đầu tôm này thấy bọn ăn ngon đúng không? Vâng. Cái đuôi này là thái thịt ra để làm ấy này. Điệp có làm hay làm gỏi đi. Làm gỏi anh mới làm. Ăn sợ thì sáng không? Xem trên mạng chắc không ra đâu. Được. Thôi. Trời, cảm ơn hai đứa. Ui, dịu nhiên em về mở kinh thật đấy. Đi chơi thế này. Mày lên quê mày mang lên cái gì? Hả? Em có về quê đâu. Hai đứa em nó sang chơi này. Em có về quê đâu. Đi ra một lần đây quay cho anh về quê đâu mà. Mày về quê vừa lên còn gì nữa? Lên đấy đâu, bánh đậu xanh đâu? Bánh đậu xanh đâu rồi? Bánh đậu xanh đâu? Loại người. Được, tí có bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh nhưng mà sao mà còn tôm được? Thì gia đình nó ăn cánh hai em. Không sao được đâu, đi chơi về mang cua hoàng đế. Nhất trí luôn. Thôi cảm ơn các em. Tay nó ướt thôi. Đây bạn đi. À, tí nữa mà đang phim mình cắt cái đoạn đầu này đi nhá. Rồi. Đoạn đầu anh... cái gì đấy? Đoạn đây hay mà. Cái gì ẩn đấy à? Cái gì nhỉ? Ông này. Ôi, tôm lắm này. Ôi, mày sợ không? Sao nó được tươi nhỉ?
Bây em chắc là đang còn cử động mà. Vẫn đang còn cử động đây. Không, cử đâu, không phải đâu. Nó cử động đấy. Này. Đây là cái này. Ok, ok, rồi. Hai này chụp cho anh kiểu nào hả?